Hey, welcome back mọi người đến với Nhìn Chuyến Number Phone TV. Lại là Hào đây. Và hôm bữa vừa rồi Hào đi xuống Cần Thơ thì Hào tình cờ phát hiện đó là Number Phone mới có một cái tester của chai nước hoa có tên là Hotel của nhà perfume Somali. Nên Hào quyết định là trong thời gian vừa rồi là test em nó. Và Hào đã phát hiện ra một điều, đó chính là em này là dupe của Initio Wood for Greatness. Nên tới công chuyện thôi, xem thử em này có thật sự đúng là dupe hay không nha. Ok, và như hồi nãy Hào đã nói đó là Hào cho rằng em này là dupe của Wood for Greatness của nhà Indigo. Bởi vì em này ra từ 2018, còn phiên bản Hotel đã ra mắt từ 2021. Và em này Hào xịt ra Hào cũng thấy hơi là bất ngờ một tí, bởi vì thật sự nó giống thiệt. Cá nhân Hào thấy khi mà mới xịt ra, mùi hương của em này nó dậy là một cái mùi gỗ, nhưng mà nó cảm giác nó hơi green, nó hơi giống gỗ thông một tí á. Thì ở bản thành phần của em này Hào thấy là sẽ có những nốt hương như là Clary Sage, Lavender và mùi Bergamot. Còn hương giữa chúng ta sẽ có Brandline và mùi Saffron, và cuối cùng là Oud và gỗ tuyết tùng. Nước hoa niche mặc dù nó có sang, nó có đắt tiền cỡ nào nhưng mà chưa chắc gì nó đền hợp với gu mọi người ha. Cái nốt hương Oud cũng không phải là nốt hương favorite của Hào do lắm, và tới tận bây giờ chai nước hoa Oud for Greatness này cũng không hợp gu với Hào. Và nếu mà nói em này là đúc cổ chai Oud for Greatness á, thì có lẽ chỉ là đúc ở cái phần sau chứ không phải là phần opening mở màn ha. Ban đầu thì Hào xịt ra Hào cảm giác là cái vai nó sẽ hơi ngọt một tí, và nó hơi bị xem những cái vai mà những cái chai trước là đã từng có, giống như mình có là Hapdan hay là chai Layton chẳng hạn. Nhưng mà mùi hương em này Hào thấy nó trẻ. Và một cái điểm nữa nha, đó là nhiều người khi mà xịt ra và ngửi đằng xa á, thì họ có nói rằng đó là mùi nó ngọt ngọt, hơi giống là Baccarat Rouge 540. Nhưng mà Hào không thấy được một cái sự hiện diện rõ ràng lắm của ADN 540 ở đây. Có lẽ Hào nghĩ rằng bởi vì nó có một cái độ ngọt đến từ Saffron á, cái mùi nó hơi ngọt ngọt, nó hơi khoáng khoáng, nó airy một tí. So với Baccarat Rouge 540 nó sẽ thoáng hơn, còn em này nó sẽ lên độ ngọt, nó dày đặc hơn một tí. Và đó là cái phần về opening của mùi Hotel. Và tiếp theo khi mà nói phần dry down á, thì Hào thấy cái mùi kem nó sẽ dậy nhiều hơn, đi kèm với lẫn mùi Oud. Và tới lúc này á, thì mùi hương hai em này nó mới share cái ADN, Hào thấy khá là giống nhau nhiều hơn nè. Nhưng mà ở mức là tầm khoảng 50-60% thôi, chứ không có thể nào cao hơn được. Mùi hương của Initio nó vẫn đem một cái sắc thái, đó là mùi nó thô ráp hơn, nó khô hơn, và nó có phần kiểu như là đực điền nó hơi khô khan hơn một tí. Còn em này nó sẽ mượt mà hơn. Và cái nước hương kem Praline ở đây á, Hào thấy xuất hiện rất là nhiều trong những cái chai nước hoa và có mùi hương gọi là gourmand á. Nhưng mà ở đây Hào thấy cái vị ngọt nó tạo lên một cái mức vừa phải, nó vẫn có một cái sự hòa hợp giữa mùi aromatic ở ban đầu như là mình có Clary Sage, đó là xô thơm, và mùi bergamot. Và mũi ở đây Hào nghĩ là nó giữ lại ở cái mức an toàn, chứ nó không có bị quá đột phá như là của Initio Wood for Greatness. Nếu mà so sánh giữa hai mùi hương này thì chắc chắn Hào sẽ lựa mùi hương của Houghton nhà perfume Somali. Và Hào nghĩ em này nó sẽ là một cái option khá là an toàn và gọi là nịnh mũi đối với các bạn mà mới bắt đầu sử dụng nước hoa, đặc biệt là dành riêng cho nước hoa Oud nha. Chứ còn riêng em này á, thứ nhất nói về giá cả thì cao hơn nè, và mùi hương thì chắc chắn nó sẽ chất lượng hơn rất là nhiều. Đột nói vậy cũng hơi sai, đó là cả hai em này đều là nhà niche mà, thì chất lượng Hào thấy là đối với nước hương Oud á, thì ở bên em này nó sẽ làm rõ hơn. Nhưng mà tuy nhiên để mà có nhiều người gọi là cảm nhận và đồng ý kiến với mình mà lại thích cái mùi hương này á, thì lại sẽ hơi khó hơn. Còn em này nó sẽ có một cái sự pha trộn, nói chung là một cái sự hòa hợp giữa mùi aromatic, mùi earthy, mùi đất nè, mà là mùi gỗ và mùi Oud và mùi ngọt nữa, thì tất cả đều có ở trong em này, thì Hào sẽ đánh giá em này cao hơn ha. Đầu tiên nói về mùi hương thì Hào sẽ chấm em này 8.5/10, bởi vì Hào đơn giản là Hào thích thôi. Hào cảm nhận đây là một mùi hương green nhưng mà có phần hơi tối màu hơn một tí, như Hào đã nói hồi nãy luôn và rất là nhiều lần, đó là chính là mùi Oud không phải là đối hương yêu thích của Hào. Nhưng mà chai này có thể làm được Hào cảm nhận được cái nét đẹp của mùi Oud, và Hào cảm giác nó không bị quá đậm chất Trung Đông. Hào cảm nhận nó có một cái pha trộn giữa phương Tây và lại Trung Đông thì nó vừa phải thôi, kết hợp giữa aromatic này, mùi green này, mùi earthy này, mùi Oud và cuối cùng đó là mùi ngọt nữa. Còn nói về phần bám tỏa thì perfume Somali chưa bao giờ, Hào nói thật luôn là chưa bao giờ làm Hào thất vọng bất cứ một chai nước hoa nào khác. Tỏa mùi rất tốt luôn, hai xả tay là còn ít mà có thể lên tới 4-5 xả tay luôn. Mọi người xịt tầm 2 shot thôi là những người đằng xa cái độ projection của nó là tỏa mùi có thể mọi người nghe được rõ luôn á. Còn nói về độ lưu hương á, thì đối với da Hào thì ở mức tầm khoảng 5-6 tiếng là đối với Hào là tốt rồi. Thì Hào xịt buổi sáng và tới tầm khoảng trưa 12:30 hoặc là tới 1:00 hơn gì đó buổi chiều thì Hào bắt đầu sẽ còn nghe skin scent, và sau đó Hào sẽ dặm lại 1-2 lần, và tới tối thì Hào vẫn còn nghe mùi được ha. Nên về độ tỏa mùi Hào đánh giá 9 điểm, còn độ lưu hương thì Hào sẽ đánh giá đó là 8 điểm. Như Hào đã nói đó là mùi hương này nó giống là Initio Wood for Greatness. Đối với Hào khi mà Hào nói về một cái chuyện bản đúc á, thứ nhất là phải rẻ đúng không? Mình đã gọi là bản đúc mà, mình tìm bản đúc thì mình phải tìm tới cái mùi rẻ chứ đúng không? Chứ ai là mà mua bản đúc mà giá gì chai này thì cho
8 triệu và cha này đúp thì hết 6 triệu mất tiêu rồi. Thì nó cũng không hẳn là quá đúp. Nói chung là Hào sẽ gọi đây là một mùi hương có cái nguồn cảm hứng giống như là Initio Wood for Greenness. Và mùi hương em này á, chắc chắn nó sẽ trên mức đại trà, nhưng mà nó sẽ không quá kén mũi như là em Wood for Greenness của nhà Initio. Initio Wood for Greenness thì Hào nghĩ nó phải cần có một cái gu, mọi người phải có gu nhất định, với lại gu nó phải sang trọng nè. Còn riêng Hotel á, thì nó có những cái mùi aromatic và là green, nó xanh, cho nên nó sẽ dễ dùng hơn vào những cái dịp như là casual một tí. Mọi người có thể mặc những cái đồ smart casual như là áo polo, quần tay, và mọi người nhìn mùi hương này nó cũng thể hiện được cái sự sang trọng này, nhưng mà nó vẫn có một cái nét gì đó gọi là trẻ trung và hiện đại hơn. Cho nên về độ đa dụng thì Hào sẽ chấm em này 9/10 điểm. Và còn những cái mùa để mà sử dụng em này á, thì Hào nghĩ nó sẽ rơi vào tầm khoảng mùa thu, mùa xuân và mùa thu là Hào nghĩ là best, mùa hè thì nó vẫn còn hơi nồng. Ok, và tóm cái quần lại á, thì chấm điểm Hotel của nhà Buffon Somali, Hào sẽ cho em nó 9/10 điểm nha. Một chai nước hoa mà ban đầu Hào xịt ra Hào không ấn tượng lắm, nhưng mà càng dùng rồi cảm thấy bị cuốn theo mùi hương của em nó. Hai sản phẩm này nếu mà các bạn quan tâm á, thì mọi người cũng biết để link ở đâu rồi nha, bên dưới phần description. Và mọi người hãy đừng quên like và subscribe đến kênh giải trí Nam Phương TV để được đón xem những video lần sau. Và đây là Hào Gaga, hẹn gặp lại mọi người vào những video tiếp theo. Bye bye.